Vâng, nhiều bác hay tự hỏi là mua xe cũ hay là xe mới thì có lợi hơn. Thì với chiếc xe này, em sẽ cho các bác thấy chúng ta lợi ích khi mà các anh chị ta mua một chiếc xe đã qua sử dụng nhưng mà nó còn đảm bảo chất lượng. Chiếc xe này khi mới chủ nhân cũ phải bỏ ra con số lên tới 1 tỷ 200 triệu để có thể lăn bánh nó ở trên đường ở thời điểm mua mới là 2022. Nhưng chiếc xe này các bác có thể thấy giúp em này. Đến bây giờ nó mới lăn bánh được có 7.564 km. Có nghĩa là không khác gì một chiếc xe mới tinh từ trong hãng đi ra, còn chưa kịp thay dầu lần đầu. Nhưng các bác tiết kiệm được cho em ít nhất là hơn 400 triệu so với cả xe ở trong hãng. Vậy thì các bác đã có ngay một cái bài toán kinh tế là mua xe nào có lợi hơn, đúng không ạ? Vậy thì một chiếc xe mang trong mình với một ngoại hình cực kỳ thể thao và các bác có thể thấy là nó mang cũng được tích hợp vô vàn công nghệ và tính năng. Có thể nói thì thực sự đây là một chiếc xe mà theo em nó được chăng phải gọi là ông vua công nghệ trong phân khúc sedan hạng D hiện nay. Vậy thì bây giờ thì với tầm tiền nó chỉ còn như là những chiếc xe hạng C thôi, nhưng các bác đã có thể sở hữu cho mình được chiếc xe này. Vậy thì chất lượng và chi tiết những tính năng công nghệ mà nó mang lại cho các bác thì như thế nào? Thì ngay bây giờ xin mời quý anh chị hãy cùng xem đam mê dành ít phút đánh giá một cái sản phẩm đến từ thương hiệu Kia, một chiếc sedan hạng D mà trang bị cực kỳ là nhiều công nghệ. Cái phiên bản này của em ấy thì nó là phiên bản cao cấp nhất, bản GT Line nhá. Đấy, thì các anh chị thấy là vô lăng bắt đáy và nó có cái logo GT Line ở đây. Với phiên bản này thì các anh chị ta còn có một bộ nội thất ghế da thể thao màu đỏ cực kỳ nổi bật với cái đường line màu đen ở chính giữa. Và các bác có thể nhìn cho em này, ở giữa nó đục lỗ thông hơi. Đấy, ngồi vào cực kỳ êm nhá, và form ghế thì rất là dày dặn. Đó, và mới tinh nhá, các bác nhìn cho em. Và mới lăn bánh có hơn 7.000 cây thôi thì các bác thấy là tình trạng không khác gì xe mới, đúng không ạ? Ghế lái là chỉnh điện. Đấy, và có nhớ hai vị trí ghế ở trên đây. Và các bác thấy là kể cả cái loa thôi, họ cũng thiết kế cũng rất đẹp mắt. Loa thì nó là loa Bose nhá. Khu vực bậc tì tay các bác thấy là được bọc da màu đỏ cao cấp này. Chúng ta có hai kính auto, gương chỉnh điện và gập gương. Và khu vực này các bác thấy là họ có thêm những chi tiết nhựa bóng piano. Thiết kế cực kỳ đẹp mắt. Các chi tiết vân xước này với viền chrome. Đó, cực kỳ tinh tế. Và đây là da nhá, và họ may chỉ tạo điểm nhấn. Và anh chị thấy cái bản tapi cánh cửa cũng mang đến cho chúng ta với một mẫu xe cực kỳ hiện đại, đúng không ạ? Và con này thì đương nhiên là bao zin ông bác chúng ta từ A đến Z rồi. Và không khác gì xe mới cả. Đó, và cái chị nhìn em này, nguyên zin nguyên bản nhá. À, chúng ta còn có một cái cụm đồng hồ, nó là tốc hiển thị điện tử các bạn. Đấy, cái chị nhìn này. Và khi chúng ta vào xi nhan đấy, thì các bác phải thấy là con này được trang bị cam 360 độ đấy. Mỗi lần chúng ta vào xi nhan thì nó sẽ hiển thị luôn cái điểm mù để chúng ta cập lề nó không bị vướng. Được chưa? Và đây chúng ta còn có tới 5 cái chế độ địa hình, chế độ lái. Thì các bác thấy là mỗi lần chúng ta thay đổi chế độ lái thì cái giao diện đồng hồ nó cũng sẽ thay đổi theo. Đấy, Smart Eco này, Comfort này, Sport này, và tùy chỉnh. Đó, các bác thấy thiết kế nó hiện đại chưa? Đó, chưa hết. Ở đây các anh chúng ta còn có một cái màn hình giải trí này. Đấy, một cái màn hình giải trí cỡ lớn nhá. Và các bác có thể thấy này, cảm ứng luôn. Được chưa ạ? Đó, rất là nhiều những tính năng và công nghệ trên xe này. Đấy, chúng ta có cả dẫn đường vệ tinh này. Được chưa ạ? Và đây các chi tiết đề nổ start top này, viền cửa gió điều hòa đều là hợp kim nhôm. Đấy, và các bác có thể thấy giúp em này, hệ thống điều hòa của xe thì nó là được trang bị tới hai vùng độc lập có tính năng lọc không khí clean air nhá. Đấy, và các bác có thể là nhớ nhá, nhớ cái thông số này. Đấy, rất là hay. Đấy, khu vực cần số thì thiết kế khá là chắc chắn. Đấy, các bác có thể thấy cầm nắm rất chắc chắn này. Chúng ta có phanh tay điện tử, auto hold, cảm biến cảnh báo va chạm phía trước phía sau. Đấy, cam 360 độ, khu vực để cốc thì đây. Mới tinh luôn. Ở phía trong này các chị ta còn có cổng cắm sạc USB này và cổng cắm jack 12V nhá. Và các bác nhìn cho em cái tem mác bên trong này, ni lông này, chúng ta còn chưa kịp bóc hết ra. Vâng, nó mới khét lẹt luôn các anh chị ạ. Gương chiếu hậu là chống chói. Đấy, táp lô trên cũng là da nhá, may chỉ này, toàn bộ là da. Và đây các bác nhìn cho em cái chi tiết vân xước, thiết kế cực kỳ đẹp mắt. Đó, các anh chị có thể ngắm chọn cho em. Ngoài ra ấy, thì con này nó có được trang bị sưởi và làm mát ghế lái và sưởi làm mát ghế phụ này. Đây chúng ta có sạc không dây này, dùng điện thoại thông minh, các anh chúng ta chỉ cần để vào hộp này thôi là xe nó tự động sạc. Và chúng ta còn có một cái bầu trời phía trên, đó là cửa sổ trời toàn cảnh panorama này. Rất nhiều tính năng công nghệ ghế phụ này đây, thiết kế thể thao nhá, với ghế da màu đỏ cao cấp. Và các anh chị thấy ở đây chúng ta cũng có thể chỉnh cái ghế này lên xuống này. Đấy, hay gập này, nó giống như là trên những chiếc Camry vậy, và một thiết kế rất là hay.
hai ghế trước điều chỉnh điện các bạn, điều chỉnh điện nhé. Và các bác có thể thấy là trên vô lăng của xe thì đây, đấy, nó có bật tích hợp nghe thoại rảnh tay, tính năng ga tự động cruise control, lễ chuyển số thể thao, đèn auto và gạt mưa auto. Đấy, và nguyên zin nguyên bản từ cái móc khóa, từ cái tem mác các bác nhìn này. Đây ạ. Và quá mới luôn các bạn. Thế mà các anh chị thấy là chúng ta tiết kiệm được hơn 400 triệu rồi so với cả một chiếc xe các bác mua ở trong hang. Chưa hết, chúng ta hãy cùng em tiếp tục đi về với hàng ghế thứ hai nhé. Thì các anh chị thấy là chiếc xe này nó là sedan hạng D, ngang ngửa cả Camry, nên là cái không gian hàng ghế sau của chiếc xe này thì thực sự là rất là rộng rãi, đúng không ạ? Nhưng các bác nhìn với em này, ghế của nó cũng mới tinh luôn, chưa kịp xuất hiện vết nhăn nhé. Đó, căng đét luôn này, ly lông các bác nhìn này, chưa kịp bóc hết ra, được chưa ạ? Đấy, quá mới luôn. Phía sau này chúng ta có cửa gió điều hòa này. Đấy, và cũng có viền mạ chrome, có cổng cắm sạc USB ở phía dưới. Đấy, các bác nhìn với em kể cả túi cái lưng ghế này còn chưa vết xước luôn, mới khét lẹt luôn các bạn. Táp lô tapi này. Đấy, các chi tiết nhựa bóng này, trần thì đây, cực kỳ đẹp mắt. Và đây các anh chị ta thấy giúp em nhá. Đấy, các chi tiết của nó này siêu đẹp luôn. Ở đây chúng ta còn có cả cái rèm cơ để các anh chị ta có thể che nắng nhá, được chưa? Đấy, các chi tiết da này, may chỉ tạo điểm nhấn, quá tuyệt vời luôn, đúng không ạ? Đó. Vâng, vậy thì chiếc xe mà Xe và Đam Mê muốn giới thiệu với các bác chúng ta trong ngày hôm nay, đó là một chiếc sedan hạng D với kiểu dáng cực kỳ thể thao đến từ thương hiệu Kia của Hàn Quốc. Một chiếc Kia K5 phiên bản cao cấp nhất GT Line. Như em nói là con này khi mới thì các bác phải bỏ ra cho em với mức giá lên tới 1.2 tỷ. Còn bây giờ thì với mức giá chỉ có hơn 800 triệu đồng thôi, để các bác có thể sở hữu cho mình xe này. Và các bác có thể thấy là kiểu dáng thiết kế của chiếc xe này thì nó giống dạng coupe thể thao, nhưng nó vẫn đủ cho các bác chúng ta với một không gian rộng rãi để các anh chúng ta có thể đi được 5 người thoải mái. Nó giống như là những chiếc Audi A7 vậy, đúng không ạ? Và trong cái mẫu dòng xe sedan hạng D thì chắc là không cái mẫu xe nào mà có thiết kế nó hiện đại trẻ trung như xe này. Đấy, các bác phải thấy giúp em nhá, là răng 5 chấu phay này, thiết kế cực kỳ ấn tượng với hai tông màu, và kể cả cụm phanh bên trong các bác nhìn này, nó mới tinh luôn, chưa kịp bám bẩn các bạn. Đấy, xi nhan tích hợp trên gương nhá, là giải đèn LED này, cực kỳ tinh tế. Và đây, cái mà các bác có thể thấy nổi bật của chiếc xe này đó chính là cái phần đầu xe, cũng thiết kế rất lạ mắt mà chúng ta không bắt gặp ở chiếc xe nào, vô cùng thể thao. Nhất là hệ thống đèn, các anh chị nhìn cho em. Đấy, bên trong thì nó được trang bị tới 3 bóng đèn Bigster kết hợp với viền đèn LED, thiết kế rất đặc biệt. Đó, cả kể cả những cái khe tản nhiệt các anh chị chúng ta thể thấy. Vâng, quá đẹp mắt luôn đúng không ạ? Đấy, xe một chủ từ đầu nhá, biển Hà Nội. Đấy, các chị có thể ngắm chọn cho em cái phần đầu thiết kế của chiếc Kia K5 này đi. Vâng, rất hiện đại, rất là trẻ trung và thể thao, đúng không ạ? Đó, đây quay tiếp cho các chị nhá. Sơn zin nguyên bản 100% nhá. Các chi tiết các bác nhìn cho em. Đèn gầm phía dưới thì nó là đèn LED rồi. Đấy, đương nhiên là lốp theo xe cả dàn, và các bác nhìn cho em này, la răng người ta đi người ta chưa một vết xước sát gì luôn. Đấy, cụm phanh bên trong này. Được chưa ạ? Đây lốp theo liền đời theo xe. Đấy, quá ok, đăng kiểm dài nhé, tháng 4 năm 2025. Được chưa ạ? Vậy thì các bác có thể ngắm chọn cho em cái phần ngoại thất của xe này đi. Con này có một cái chi tiết nữa thì các bác có thể để ý, đó chính là cái viền chrome ở phần viền kính. Đấy, thì nó sẽ kết nối đi về phần đuôi phía sau. Và đây, đấy, em quay ở phía trên nhé, để các bác có thể thấy cái chi tiết chrome này. Đấy, nó bao trọn cả phần cốp phía sau này, rất là đẹp mắt. Đó, quá ok luôn. Và không chỉ cái phần đầu xe mà cả phần đuôi phía sau của chiếc xe này nó cũng mang đến chúng ta với một ngôn ngữ thiết kế cực kỳ hiện đại. Chiếc xe này thì các anh chị để thấy là cái phần đèn hậu phía sau thì nó là một cái giải đèn LED, nó bao trọn luôn cả phần cốp, đúng không ạ? Lipo thể thao nhé, bô kép này, lipo thể thao này, cảm biến cảnh báo va chạm, và đây logo GT Line. Cốp thì rất là rộng luôn. Đấy, cốp xe thì các anh chị để nhìn cho em rất là rộng này. Đấy, và đây thì quay cho anh chúng ta cả phần dưới nhé. Các bạn có thể thấy là lốp dự phòng này, đồ đạc kích thay thế này, Toyota đương nhiên là nó còn rất là mới rồi. Đó, nguyên zin nguyên bản nhé, cốp rất là rộng, và các chi tiết nỉ các bác nhìn về. Vâng, thực sự là không từ gì để chê đúng không ạ? Vâng, bác nào mà đang có nhu cầu muốn mua một chiếc xe hạng C chẳng hạn, muốn mua một chiếc xe nó rộng rãi hơn thì các bác tham khảo này đi. Với tầm tiền bây giờ, chiếc xe này
có thể nói là cũng đang rất tốt, hơn 800 chút thôi các bác đang thể sở hữu cho mình em nó. Vậy thì nội thất và ngoại thất chiếc xe các bác đã thấy ok chưa? Bây giờ thì để giúp các chị ta đánh giá tình trạng xe kỹ hơn thì em sẽ mở cái nắp capo chúng ta kiểm tra từ khoang động cơ của nó nhé. Vâng, và thì đây xin mời các chị ta có thể cùng em kiểm tra tới khoang động cơ với cỗ máy 2.5 của chiếc Kia K5 này. Các bác thấy máy của em ạ, nó quá mới luôn. Đây ạ, máy em đang để nổ nhưng các chị thấy máy nổ thì cực kỳ êm. Đấy, bao zin nguyên bản cho các chị ta nhé, các bác có thể đem đi check test thoải mái. Đấy, từ cái lớp cách gầm các bác nhìn này, siêu mới luôn. Cam kết là nguyên zin nguyên bản hết nhé, nguyên zin nguyên bản, ni lông các chị nhìn này. Đây, đấy, kể cả phần các chi tiết nhựa này, ni lông các bác nhìn này, chưa kịp bóc hết ra luôn. Đó, như này thì các bác có là gì lăn tăn không ạ? Vâng, một chiếc xe mới chạy được có 7.000 cây. Vâng, vậy thì chất lượng chi tiết của chiếc Kia K5 các bác đã có thể đánh giá được rồi đúng không ạ? Và mức giá ngày hôm nay showroom xe Đam Mê đang chào bán dành cho xe này chỉ với con số là 860 triệu đồng. Đấy, bác nào quan tâm thì trực tiếp nhấc máy alo cho bác Phúc cho em theo hotline 0935 3233 hoặc 0969 28 999 để nhận được hỗ trợ tư vấn về những thủ tục mua bán sang tên đổi chủ với chiếc Kia K5 anh chị nhé. Và một lần nữa thì cảm ơn các anh chị đã cùng dành một chút thời gian theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Chúc anh chị một ngày mới thật vui vẻ và ấn một nút đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm mới nhất sẽ có mặt tại xe và Đam Mê.